Kính thưa các bạn, chị em, các thân thiện thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe được gọi là bài thương khó Giêsu Kitô. Tại sao lại gọi là bài thương khó? Thưa bởi vì trong bài này tổng kết các việc diễn ra vào thời sau cùng của Đức Giêsu bị bắt, bị xử án, bị treo trên thập giá. Mỗi năm chúng ta được nghe bài thương khó hai lần, lần thứ nhất vào ngày lễ lễ như hôm nay, lần thứ hai vào ngày thứ sáu tuần thánh này. Bài thương khó này mô tả Giêsu trải qua các tòa án, đời là Phi-la-tô, là Hê-rô-đê, là Xê-sa-rê, là cộng đồng dân chúng Do Thái đang xen với tòa án đạo, là Giêsu nói lập ngôn, Đức Giêsu xuống dân chúng nổi loạn chống lại chính quyền. Đức Giêsu tự xưng mình là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Người chịu áp lực tứ phía khiến cho lòng người đau đớn. Bởi lẽ từ khi bắt đầu sống công khai, loan báo tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa thể hiện qua các lời giảng dạy, qua các phép lạ và nhiều hoạt động khác. Thế nhưng giờ đây, như công giá tràng, những người về phái thực tế kinh sư tra tay bắt người và tố cáo người, còn dân chúng ngày ngày vẫn theo sau để đón nhận hết ơn này đến ơn khác. Vậy mà lúc này là giơ tay để phản đối và chống lại Đức Giêsu. Hãy giết nó đi, tại hang Ba-la-ba. Tiếng vọng theo ngày nào, lúc Đức Giêsu giải hoàn tín và Jerusalem hoan hô, chúc tụng đứng đường đến nhân danh Chúa. Mà lúc này, tiếng vọng theo ấy lại là đấm tinh nó vào ra. Lòng người thay đổi khó lường, tay ngược ta đón nhận những bao ơn lành từ Thiên Chúa và từ những người xung quanh. Nhưng miệng thì lại hô vang kết án, nói xấu bôi nhỏ chửi thề, lòng dạ khen hiểu đầy âm mưu muốn hại người xung quanh, kể cả những người làm ơn cho mình. Vì con người trần tục không muốn ai hơn mình. Có một chuyện nhỏ kể lại, có hai anh A và anh B được thần hiện ra và hứa cho họ những gì họ xin, nhưng với điều kiện là bản thân được một thì người bạn kia sẽ được hai. Trải qua thời gian suy nghĩ cầu nguyện, nếu anh A cầu thần xin cho mình được một căn nhà lớn thì anh B sẽ được hai căn nhà. Nếu anh B cầu được một chiếc xe hơi thì anh A sẽ được hai chiếc. Thật là khó cho mỗi người, vì không ai muốn nhường gì ai và cũng không ai muốn người kia hơn mình, nên cả hai cùng nghĩ và cầu nguyện. Anh A xin cho con cùng một tay và kết quả người kia sẽ phải cùng hai tay. Và anh B xin cho con chồng một mắt và anh A sẽ nhận kết quả là chồng hai mắt. Kính thưa các bạn, anh chị em, các thương nhi thân mến, sự ghen tị và không muốn ai hơn mình sẽ dẫn đến những hậu quả bi đát và đau thương như thế. Những người trong giới lãnh đạo tôn giáo hôm nay cũng bị ghen tị và không muốn Giêsu cầu trời hơn và ảnh hưởng đến người Do Thái đơn sơ kia, nên họ đã tố cáo quan thức cho Giêsu, kể cả việc tố cáo những việc làm tốt lành thành những việc xấu để gây chấn động và xáo trộn cho toàn dân và dân chính quyền. Nhìn lại mỗi người chúng ta, mỗi ngày chúng ta đi tham dự thánh lễ, mỗi dịp chúng ta đi tham dự giờ chầu thánh thể, đọc kinh cầu nguyện, làm giờ đạo đức, là những lúc chúng ta chúc tụng Giêsu Kitô là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Nhưng thực tế sống đạo của mỗi người lại có thể là lời
nói xấu, vu oan cho người khác, là chửi tục nói thề, là giơ tay đấm đá người xung quanh, là không tôn trọng nhân phẩm người khác, vì một lời lầm nhỏ nho mà đánh đổi bản thân và đánh đổi cái chỉ em. Chúa Giêsu không hiện ra để chúng ta lên án, nhưng hình ảnh sống động của Đức Giêsu đang bên cạnh chúng ta, đó là những người thân cần cần đến sự nâng đỡ, tình yêu thương và lòng bác ái của chúng ta. Tôi chỉ muốn người chúng ta, đặc biệt là các thiếu nhi, hãy tôn hô Chúa mỗi ngày bằng chính đời sống mỗi bậc và thánh thiện.